Kha Vương có cái bát bằng đồng, Kha Vương tạm gọi là đồng, còn nó có phải đồng hay không thì Kha Vương không biết, bởi vì cái ánh đồng này nó vàng giống vàng vậy. Và đặc biệt là qua quá trình thời gian mà Kha Vương lại không có thấy nó bị oxy hóa màu xanh. Cái bát này thì theo Kha Vương cảm nhận nó là đồ xưa, còn có cổ hay không thì Kha Vương không biết, đó là sự cảm nhận của Kha Vương khi cầm vào sản phẩm. Thứ nhất là cái bát này cao 10 cm và đường kính là khoảng chừng gần 20, nếu đường kính từ vành bên này qua vành bên kia là nó rơi vào 20 cm, có nghĩa là cái bát này rất là to. Ở đây cái bát này nó có những cái khuyết điểm là bị vỡ, có nghĩa là bị nứt và có dấu hàng. Bây giờ Kha tính Kha Vương bán hàng thì Kha Vương có thấy sao thì Kha Vương nói vậy, chứ mất công anh em kêu thằng này buôn bán này cái kia nọ. Đây nó có hai bên dấu hàng, Kha Vương cầm lên cho anh em kinh doanh. Rất là đẹp, và ở đây nó không có sự, nó là cái, nói chung là khi Kha Vương sở hữu sản phẩm này trong tay, Kha Vương cảm nhận được nó ít nhất là đồ xưa. Theo quan niệm của những anh em mà gọi là sưu tầm cổ vật này nào cái khác đồ cổ đồ vật đó, thì cái sản phẩm mà trên 35 năm là được đồ xưa, còn trên 100 năm là đồ cổ. Thì cái này Kha Vương không dám nói là trên 100 năm, bởi vì Kha Vương không thể nào xác định được niên đại của nó. Nhưng về xưa thì Kha Vương có thể cảm nhận được điều đó. Đó là sự cảm nhận riêng. Kha Vương tin rằng với những anh em nào mà sưu tầm về đồ xưa, đồ cổ thì khi mà sở hữu cái sản phẩm này thì cũng cảm nhận như Kha Vương thôi. Chứ đây không phải là đồ mới, Kha Vương tạm gọi đây là cái bát. Bởi vì thật sự mà nó giống cái tô, hoặc là giống mấy cái bát khắc thực của các vị tu sĩ. Nên Kha Vương gọi là cái bát. Rất là đẹp. Hoa văn này, cái viền này rất là đơn sơ. Hai viền ngang. Thì cái sản phẩm này thì Kha Vương cũng, bởi vì nó có chút lỗi, thì dành cho những anh em nào mà thích đam mê sưu tầm và trưng bày, Kha Vương bán vui thôi. Cái sản phẩm này Kha Vương xin phép giao lưu với giá là 300.000 đồng và cộng tiền ship. 300.000 và cộng tiền ship nha. Bởi vì Kha Vương không thể bao ship được, Kha Vương bán vui dành cho những anh em đam mê sưu tầm. Anh em có thể là mình mua về mình để mình trưng bày, mình khoe với bạn bè, mình nói về với bạn bè cái sự cảm nhận của mình khi cầm vào sản phẩm nó ánh vàng kim, và cái sự cảm nhận nó là đồ xưa. Hoặc là mình có thể là mua về mình bỏ cái này cái kia cái nọ trên cái bàn, hoặc là cái chỗ làm chỗ mình sưu tầm, hoặc là cái gì đó, thì đó là tùy vào sở thích của mỗi người. Kha Vương 0814 3212 262, Kha Vương cảm ơn nhiều.